vì tiếng gió thu buồn. Tôi đi trong lá thu vàng muộn, cứ ngỡ là muôn lá tình thơ. Cánh bướm quê màu, ô hay tiếng pháo đau buồn quá, sắc đỏ làm sao xuyên đường hoa, những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều, đưa người em gái bước chân đi đi về chốn nào. Thôi buồn làm sao, em có nhớ thu nào, những tà áo cưới tiễn em đi lấy chồng. Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mơ, đàn thầm rơi mãi tim từ lòng bâng khuâng trong gió bay ta gió hời làm sao bớt lạnh lùng. Tôi đi mãi theo màu nắng để lòng tôi với quanh hiu. Những tà áo cưới em đi lấy chồng, chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mơ, cùng đàn thầm rơi mãi tim tơ lòng bâng khuâng trong gió bay ta gió hời làm sao bớt lạnh lùng. Tôi đi mãi theo màu nắng để lòng tôi với quạnh hiu, nắng để lòng tôi với quạnh hiu. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Và đây là thí sinh Hoài Lê, giám khảo Hoài Nhật Nam. Trong bài vừa rồi thì với sự trợ giúp của bốn cô gái xinh đẹp, trong bốn tà áo cưới rất là khó cho Hoài Lê chọn lựa, đúng không? Và anh thấy là những cái diễn xuất của em á, những cái tương tác với là vũ đoàn, từng cô đến rồi sau đó từng cô đi rồi sau đó các cô đó đi rồi, ánh mắt của em vẫn không ngừng nhìn theo từng cô như vậy cho đến khi kết luôn, thì mình vẫn nuôi cái cảm xúc đó, vẫn nuôi cái nét diễn của mình. Thì anh thấy là em thực sự hòa nhập vào trong bài hát luôn, từng cái tuyến đi tuyến diễn của em trên sân khấu thì anh nghĩ là nó không bị thừa thải một chút nào cả về phần diễn. Chúc mừng em. Xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Cái bộ vest hôm nay mặc rất là đẹp đẹp trai. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam và xin mời phần nhận xét của ca sĩ Cẩm Ly ạ. Em hát về cái phần mà luyến lấy kỹ thuật á, không có làm khó em, nó rất là mượt mà và nó rất là tròn trịa,
nó rất là giống Lê, cực kỳ luôn ở những cái điểm đó. Thì chị không hiểu là hôm nay em có vấn đề gì về giọng hát hay không. Thì khi em hát lên thì chị hơi khó chịu rồi, tại vì thật sự em làm được cái điều đó dư sức. Nhưng mà sau á, bài vở thì vẫn tròn, nhưng những cái luyến lấy của em nó bị gãy, nó có vấn đề, nó không như lúc trước mà khả năng của em có thể làm được. Giống như là cái làn hơi của mình nó không đi đều được, nó bị vỡ ngay cái nốt đó và những cái nốt sau nó xuống liền. Em nghĩ là vì cái giọng, tập cái giọng vang á, phải không? Lê không quen hát những cái điệu nhanh, vì Lê luyến lấy nhiều á, cho nên khi mà em qua tới cái điệu nhanh á, em luyến không kịp, cho nên em bị gãy. Và em cứ bị cảm giác của mình sợ mình bị rớt nhịp á, nên em hát cái nhịp nó không có thực sự chắc. Trong gió thì em phải lấy, vừa xong là mình phải lấy hơi. Khi em kéo nhiều quá em không đủ cái câu để hơi để mà em lấy, để cho cái câu sau thì em sẽ bị cái câu sau gần như là trễ một chút xíu. Dạ vâng, anh Trấn Thành, anh ngồi anh nghiệm như vậy, anh có gì binh vực cho thí sinh Hoài Lê không ạ? Bởi vì cái bài hôm nay thì nó hay, nó tròn trĩnh nhưng không có đã. Cái vấn đề là nó thiếu đi những cái khoảnh khắc để người ta thấy được chữ ký của Quang Lê. Nó chỉ là vậy thôi. Thành ra là Thành nghĩ là lần sau nếu như bạn vào vòng trong, nên lựa cái bài nào mà nó có nhiều cái chỗ để mình phô diễn cái kỹ thuật của Quang Lê nhiều hơn ha, để người ta nghe rõ hơn thì người ta sẽ cảm thấy thú vị hơn, tự tin hơn nữa bạn nhé. Ừ, anh Ba Khía. Anh Ba Khía, anh Ba Khía, anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng. Nơi xóm cơ làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía, về đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây. Anh Ba Khía nhà quê tuy nghèo nhưng già sắc son, đau thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng anh mơ. Nam đi xuống bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương du em êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam, là thương nhau tàu anh tới, là yêu nhau.
Lần đầu tiên mình nghe một cái bài Anh Ba Khía mà kết hợp với bài Tàu Anh Qua Núi như thế này mà hòa quyện lại với nhau rất là hay. Không biết ban giám khảo chúng ta có nhận ra là giọng ca của ai, họ đang tái hiện ca sĩ thần tượng nào không ạ? Đó là Đan Trường và Anh Thơ. Đó chính là ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Anh Thơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với các bạn ấy trước nha. Xin mời bạn vị trí số 1. Dạ em chào mấy anh chị ạ, em là Đình Lễ. Thì em đang là ca sĩ tự do. Và anh bạn thứ hai làm chúng ta rất bất ngờ khi anh ấy hát giọng của nữ ca sĩ Anh Thơ. Mời em giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Đăng Nguyên, năm nay em 20 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại thì em đang là một thợ làm tóc ạ. Thợ làm tóc. Dễ thương. Có giọng hát đỉnh vậy đó. Rồi tiếp theo mời cô gái. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Minh Huế, đến từ Bắc Giang ạ. Và hiện tại em đang là sinh viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và chàng trai số 4. Em tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại thì em đang là quản lý một chuỗi nhà hàng ở quận Nhất. Wow. Em xin ra làm quản lý tới một chuỗi nhà hàng lần hả em? Quá trời. Đẹp trai, quản lý. Với những người mà có tâm hồn ăn uống như Khải Như với Trấn Thành thì nên làm quen với anh ấy nha. May là anh dễ ăn chay đó chứ ăn mặn anh tràn qua nhà hàng của người ta. Em ơi, em làm nhà hàng gì ạ? Bán gì ạ? Em làm bên chuỗi nhà hàng giải trí. Ừ, cái đó anh ít ghé lắm, cảm ơn em. Dạ, hôm qua thì thôi, mình để trong bụng, tự nhiên mình nói làm chi vậy? Không, thì đang định hỏi em. Thôi kệ người ta, giờ mình nhận xét giọng hát, ta đi nhà thôi hàng. Chứ trời. Trời ơi, mới nói nghe nè, bộ gây lộn với giám khảo. Ăn thịt cái luôn đi, mày ăn thịt cái luôn đi. Ăn thịt cái luôn đi. Dạ, mời anh Trấn Thành ạ. Các bạn ơi, hôm nay các bạn làm cho Thành rất là vui và phấn khích. Là bởi vì đầu tiên là xin cảm ơn Minh Vi và ban nhạc. Anh Minh Vi đã mix được hai cái bài phải nói là cực kỳ khó khăn. Không ai nghĩ là Anh Ba Khía, một cái bài miền Tây mà lại đẩy qua hát chung được với một cái bài Tàu Anh Qua Núi của ca sĩ Anh Thơ, một cái bài đậm chất miền Bắc như vậy. Mà cái mối nối này rất là hợp lý hả? Và cái đoạn cái bạn hòa thanh ở cuối rất là hay. Thật sự là phải nói là rất là nể cái tài sáng tạo của giám đốc âm nhạc của chương trình, đó là nhạc sĩ Minh Vi. Và cảm ơn ban nhạc đánh quá xuất sắc luôn, cái bài làm cho không khí cực kỳ hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ phải nói về các bạn. Các bạn là những nhân vật trẻ rất là ưu tú. Ở trong đó hai anh Đan Trường thì có anh giống hơn, anh chưa giống lắm. Bạn đẹp trai này chưa giống lắm. Và ông bạn vẫn còn giọng thổ nhiều. Bạn tìm cách đẩy cái âm thanh ra khu vực phía trước một tí sẽ ra anh Đan Trường hơn, hát chân thật hơn. Tại vì anh Đan Trường là hát cái giọng nó phải đúng nghĩa miền Tây luôn á thì mới ra anh Đan Trường, mà cái hơi anh Đan Trường hát hơi rất là vang, cái âm vang của anh tốt lắm. Hát ráng đẩy ra phía này, bạn này có vẻ giống hơn. Bạn số 4, chuỗi nhà hàng, kinh doanh không quên việc luyện giọng, hát rất là ok. Nhưng mà vẫn có những đoạn không giống. Anh Đan Trường có những cái mộc mạc riêng của ảnh mà mình phải để ý. Nhưng mà tôi thấy các bạn có những cái để ý rất là hay. Ví dụ như là anh Đan Trường cái chữ S với XC thì anh hát cũng là XC thôi. Thì các bạn hát đúng cái chữ đó như vậy thì tôi thấy là cũng thú vị. Đó là một trong những cái đặc điểm của anh Đan Trường. Nói về ca sĩ Anh Thơ, hai người bạn trẻ rất là hay. Cô gái hát rất là giống. Nhưng mà em biết sao, em bị thiếu cái độ mượt mà hát dòng nhạc đó, và nhất là hát theo cách của chị Anh Thơ. Em phải có độ mượt mà, và chị Anh Thơ có những cái thở đó, mình phải làm cho nó mượt. Tại vì từ giọng gió chuyển qua giọng thật, em phải làm sao cho nó không có khoảng cách ha. Đó là về phần em. Còn bạn nam ngạc nhiên quá, con trai mà hát được như vậy là quá nể luôn. Đó cũng là một món quà ông trời cũng cho bạn mà ít ai có. Nhưng mà thế này nè bạn ạ, ông trời cho bạn một cái mỏ, một cái quặng, bạn phải là người biết cách khai thác thì nó mới ra tài nguyên khoáng sản được. Hiện nay á, cái chất giọng khi mà bạn xuống Quảng Trầm, Quảng Trung vẫn là giọng nam, phải làm sao mà nó mượt một tí, ngân nga một tí nữa thì khi bạn lên Quảng Cao thì người ta sẽ không có còn phân vân gì với bạn nữa nha. Chúc các bạn thành công, rất đẹp, rất dễ thương. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời giám khảo ca sĩ Cẩm Ly. Bạn thân của anh Đan Trường. Thật ra thì có lẽ là vòng đầu Ly cũng hơi khó tí xíu, là tại vì các bạn hát chỉ gọi là dùng từ là chỉ là phản phất thôi chứ nó chưa có ra. Phản phất thôi. Thật ra thì hồi nãy Thành nói là bài số 4 hát giống hơn bài số 1. Đúng là lúc đầu em vào cái đầu bài chị thấy không giống. Bài số 4 thì vào cái đầu ok. Nhưng khi lặp lại thì em hát có nét của anh Trường liền. Tức có lẽ là mình chưa có ổn định thôi. Mà tại vì cái cách mà mở âm á thì bài số 4 giống hơn. Nhưng mà tụi em vẫn không có cái độ vang sáng của anh Trường, tụi em chưa có. Còn đối với anh Thơ đó thì em hát thì tốt. Chị không có nói về vấn đề giọng hát của em. Nhưng giọng Thơ bén hơn, sắc hơn nữa. Cái âm của em nó còn bị trầm trầm. Còn nói về bạn nam, đó là một sự bất ngờ. Nhưng em để ý
những cái từ đầu tiên của em vào đầu câu á, là tại vì lúc đó em đang bị bắt cái tông cho nó nữ, cho nên nó chỉnh choạng một xíu rồi nó mới đi vào cái quỹ đạo. Nó cứ bị hai ba câu như vậy, nhưng mà càng về sau thì em đỡ hơn. Nhưng mà chị phải có một cái sự gọi là ghi nhận, là cả một sự cố gắng. Thực sự là chị sẽ trông chờ tất cả bốn bạn ở vòng thứ hai để thể hiện mình. Dạ, hy vọng rằng tất cả các bạn thí sinh sẽ làm hài lòng vị giám khảo khó tính Cẩm Ly của chúng ta khi đến với vòng 2. Với chị Minh Tuyết thì sao ạ? Về anh Thơ đó, cũng như chị Ly nói thì Tuyết rất là phục bạn trai. Tại vì cái tông nó rất quá cao cho với một giọng nam như thế, mà bạn vẫn hát rất là khỏe, rất là mạnh. Cộng thêm một cái điều Tuyết rất là thích ở bạn nam, cái chỗ rằng là bạn hát rất là thoải mái, rất là vui. Thì cái đó là cái mà Tuyết cảm thấy là đặc biệt. Còn riêng về hai bạn nam, đối với Tuyết thì Tuyết cho là bạn số 4 giống cái âm sắc phát ra đó, nó hơi giống Đan Trường nhiều hơn là bạn số 1. Tuyết thấy là Đan Trường hát rất là đơn thuần, cái âm của bạn phát ra rất là vang sáng, rất là sáng, sạch nữa. Và sạch nữa. Giọng của Trường rồi phát ra cái thì Tuyết thấy phản phất đâu đó bạn số 4 có được cái điều đó, bạn phải phát huy mạnh hơn nữa. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và cuối cùng xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Về phần trình diễn đó thì chắc là cho anh sẽ góp ý trước hai bạn đang hóa thân vào vai anh Đan Trường ha. Đình Lễ, cái phần hát đầu tiên thì nó rất là quan trọng, bởi vì là nó đặt để vào đó giống như cái người khởi đầu dẫn dắt cho cái mạch cảm xúc của những bạn còn lại. Thì về phần giọng ca thì các giám khảo đã nhận xét, còn về phần phong thái trình diễn đó thì anh vẫn còn thấy em ở một chút gì đó nó còn thiếu tự tin và nó còn rụt rè lắm. Anh Bo Đan Trường thì ảnh rất là hiền lành, ảnh rất là chất phác, nhưng mà ảnh rất là tự tin. Và ảnh hát giống như là ảnh đang rong chơi ở những cung đường miền Tây gì đó. Tức là ảnh rất là thoải mái, một cái phong thái luôn luôn là nở nụ cười và luôn luôn giao lưu với khán giả. Thì anh muốn em Đình Lễ thì em sẽ phải thật tự tin hơn nữa trong những cái phần tiếp theo nha. Còn bạn thì anh rất là thích em, tức là cái mái tóc của em cũng tạo dáng hơi điệu đà và bồng bềnh giống như là anh Bo Đan Trường vậy đó. Và đặc biệt là cái cách em đứng hát á, cũng cái dáng người rất là thẳng, rồi cái cánh tay đưa lên nè, rồi đưa ra xa, rồi đưa chỉ một ngón tay như này, thì anh thấy là cũng giống, rất là giống. Thì anh nghĩ là em đã có tìm hiểu qua rồi và cũng đã có sự tập luyện cũng như là để nhập vai nó tốt trong ngày hôm nay. Thì những cái phần điều chỉnh về chất giọng hoặc là như nào đó cộng với phong thái biểu diễn thì anh nghĩ em sẽ là một phiên bản hóa thân anh Đan Trường rất là hoàn hảo. Còn về phần anh Thơ thì cô gái anh Thơ ở đây là Minh Huế đúng không? Thì anh thấy là chỗ cô anh Thơ thì cổ rất là dịu dàng. Anh rất là thích anh Thơ qua cái bài là Khúc Hát Sông Quê. Một cái giọng ca mà nó mênh mang như những cái dòng sông, rồi như những cái cánh đồng lúa bao la vậy đó. Nó rất là nhiều hình ảnh. Và cái dáng người chị cũng là một dáng người tròn đầy và có gì đó rất là phúc hậu. Đó thì cái cách diễn đạt của anh Thơ trong lúc mình trình bày thì cũng không quá cầu kỳ gì cả. Nó rất là đơn giản thôi. Anh nghĩ là em cứ thật là mộc mạc thì nó sẽ ra cho chị anh Thơ nha. Còn bạn Đăng Nguyên thì anh thấy em rất là bung xõa trong khi ánh sáng vẫn đang rất là tối. Nhảy rồi rất là hồn nhiên, rất là dễ thương. Nhưng mà cả giọng hát cũng như phong thái của mình thì mình tiết chế một chút xíu nữa thì nó sẽ vừa vặn hơn, vừa khẩu vị hơn với là thực khách. Quà tới muốn ăn nữa rồi hả? Chúc các em sẽ có những cái phần trình diễn tiếp theo thành công hơn nha. Anh lên vùng ngược đón chị về miền xuôi, đây đồng bằng xanh tươi, kia trường sơn ngất trời, xuống Hồng Lĩnh dễ tà ngọc ngà nước bia sông La. Em xinh tươi cao bằng anh bạn hiền Trà Vinh, đi Đồ Sơn thân yêu, về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi thành bóng hình ôm tròn vào tim. Hát quá ai ơi, giống giống quá. Sẽ thôi bon bon
nạn hiểm nguy. Đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh giành đường và cũng không xem thường tai nạn hiểm nguy. Sớm khuya, khuya sớm đi về, mấy ai hiểu tâm sự của người tài xế. Yêu xe như chính bản thân mình, tôi luôn chấp hành điều luật giao thông. Vâng, và đây là Ngọc Cang, đệ tử Quang Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, Ngọc trời ơi, Sơn. Y như là một cái khuôn đúc ra vậy đó trời. Trời ơi, chỉ có điều là đây? Hơi ốm thôi. Anh Sơn thỉnh đô hơn vậy thôi. Mà ở riêng em không phải những cái đặc trưng nó giống nữa, mà chị khẳng định cái âm sắc vọt giọng của em cũng giống, cái độ vang, cách phát âm, tất cả đều giống. Còn về cái nhún nhảy chị không nói ngay, tại vì hình thể của mình nó không được giống lắm. Cho nên là bây giờ cái chất giọng của em, cái cách hát của em nó thuyết phục chị không nhìn tới hình thể luôn. Giỏi. Hay. Cảm ơn những lời khen tặng của giám khảo Cẩm Ly. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lúc mà nghe em hát á, là anh ghi ở đây nè, ra sân khấu là ăn tiền. Tức là đèn vừa lên mà vừa vào hát á, là đã ăn tiền, bởi vừa giọng hát và vừa cái hình thể, cái động tác của em nữa. Đó, và anh ghi là những cái nhún nhảy rất là hồn nhiên nè, nhún nhảy và tung tăng giống như trong tâm hồn á, nó có một sự hứng khởi nào đó đó. Và đặc biệt là đoạn cuối là em đánh knock out anh, bởi vì là em chuyển mic. Bởi vì anh Ngọc Sơn á, ảnh rất là thích chuyển mic, chuyển từ tay nọ qua tay kia, tức là chuyển đổi liên tục để làm gì, tay bên này đưa mỏi rồi hay sao á, thì ảnh sẽ đổi tay bên này. Thì em hình như em chỉ chuyển mic một lần thôi, đúng không? Một lần, nhưng mà một lần đúng là nó làm là đúng là knock out luôn. Còn về giọng hát thì nó quá âm vang, thực sự là nó rất là đã, nghe sướng lắm. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã dành những lời khen cho bạn Khang. Sao anh Trấn Thành, giám khảo Trấn Thành, anh có gì nhắn nhủ không? Không, thật sự ra tôi muốn nhắn nhủ cho tất cả những người tham gia chương trình này. Dạ. Thật sự ra bạn này là một trong những cái người mà đạt đúng cái tiêu chí nhất của cái chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này. Đó là không những ngoài giọng hát mà hóa thân luôn nhân vật. Có nghĩa là người ta nhắm con mắt lại, người ta nghe, hay người ta mở con mắt ra người ta coi, người ta cũng cảm nhận là cái nhân vật thần tượng nó đang nhập vô cái con người này mà biểu diễn. Thì đó mới là tiêu chí đúng của chương trình. Mà cái buồn cười ở chỗ là thế này, bạn hát rất nghiêm túc, bạn hát rất đàng hoàng mà người ta mắc cười dễ sợ luôn. Người ta giống quá, bạn thấy không? Hát mà người ta phải cười thì cái đó mới thành công. Bạn tính đến thời điểm này là thí sinh mà tôi ấn tượng nhất. Cảm ơn Trấn Thành. Và nhân đây thì chắc là cũng xin được bày tỏ một chút cái cảm xúc với lại anh Ngọc Sơn á. Bởi vì anh thì được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Sến. Và đúng là không dễ gì để mà có thể lấy được một cái mỹ từ như vậy. Không hề đơn giản. Và những cái bài mà nó vẫn còn nhớ như là Tình Cha Lòng Mẹ ha, những cái bài mà có thể lấy nước mắt được người ta rất nhiều. Rồi đến những cái bài dễ thương như là Lời Tỏ Tình Dễ Thương, và thậm chí là những cái ca khúc mà nó gắn liền với đời sống người dân lao động. Và tiêu biểu là bài này, bài về cái đời của những anh tài xế. Và anh cũng tặng em một câu thơ mà anh nhớ, đó là ung dung buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thẳng gió lùa, cay mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như rơi, như ùa vào buồng lái. Tức là em rất là ok là em đã ung dung buồng lái ta ngồi và nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Yeah. Đó là điều làm nên thành công của em. Yeah. Thánh thơ, thánh thơ. Thánh thơ. Chương trình của chúng ta nhiều thánh quá. Thánh
Chiêu. Thánh Chiêu. Thánh Hơn. Thánh Thơ. Thánh Quen. Thánh Quen. Có bà Tư là chưa có thánh gì thôi. Thánh Bé Soi. Từ từ. À, là thánh, thánh Soi anh. Tôi có một câu chuyện ngắn tôi kể các bạn nghe về kỷ niệm của Trấn Thành với anh Ngọc Sơn, rất là buồn cười ha. Thì có một lần anh Sơn đi diễn châu Âu, có một con bé nó chạy ra. Photo. Can I have a photo? Nói tiếng Anh. Thì cái mặt bé cũng lai lai. Cái ảnh, ok. So, photo, you know, I'm the Vietnamese, Ngọc Sơn. Ok, you know, very... anh nói tiếng Anh. Anh Sơn nói tiếng Anh rất giỏi. Anh nói, xong kia con bé. Cái anh tưởng nó là người Đức tại bên bên châu Âu mà. Anh, ok. Ông nói tiếng Đức luôn. Cái tôi ngạc nhiên, con bé nó cũng... Ni số có gì mà ni số chẳng có gì mà ông nói tiếng Tàu luôn. Cái gì dữ vậy mà ông nói? Con bé nó cũng anh Sơn sao không nói tiếng Việt? Tiếng gì ông không biết, mặn nhỏ người Việt. Ông đi vô cái nhà hàng rồi người ta nói là người ta ăn gì đó có nhiều chanh quá nó chua. Cái bà Hồng Dân kêu, trời bây giờ ăn cái gì nó cũng cho chanh vô nó chua quá không biết làm sao. Cái nó, ok để tôi nói cho. Đó là kêu là ta đừng bỏ chanh á, đừng bỏ chanh nữa. Lát thằng bò nó bưng ra một cái tô canh chanh. Tôi không biết ông nói cái gì mà nó bưng ra một cái tô canh chanh. Trời ơi. Như vậy phải trách cái người kia là không biết tiếng Anh. Ai mà biết. Nói chung là anh Ngọc Sơn đi với ảnh 1000 chuyến là 1000 sự tích. Có thời gian tôi kể bạn nghe thêm. Cả một kho tài. Cả một kho tài chuyện. Mấy anh Sơn kìa. Có người gọi anh Sơn kìa. Anh Ba ơi, Trấn Thành nói xấu anh là anh không có giỏi ngoại ngữ. Trên sóng luôn. Em alo, anh em Vũ không hả? Có nói xạo. Có người trả thù nha anh. Dạ, em gọi đúng rồi đó nha anh. Dạ, thông tin em đưa là chính xác. Đó, bây giờ giám khảo trả thù lẫn ơi, nhau. Bây giờ mình cảm qua ơn rồi chém đi. Lại kia nữa. Có hai bà chị tôi ngồi chính giữa là hiền lành như hai bà tiên vậy thôi. Đúng rồi. Bạn thấy chưa? Chỉ một tiết mục của bạn thôi mà làm giám khảo chúng tôi bấn loạn ở trơn tội đó. Sự banh chương trình nhẹ nhẹ đó. Bây giờ vào trong chuẩn bị tập trung cho tiết mục sau nha. Dạ. Dạ vâng. Chúc bạn tiếp tục thành công. Mình tên là Hồ Văn Phong, năm nay mình 18 tuổi. Mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội và hiện tại mình đang học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thực ra thì từ bé thì mình có nghe và rất thần tượng anh Tuấn Hưng. Trong cuộc sống thì mình đã có may mắn được gặp anh Tuấn Hưng trong một trận đấu đá bóng. Với anh Hưng thì phong cách và biểu diễn của anh trên sân khấu khi mà ra đến sân bóng thì lột xác hoàn toàn. Tôi thích ca khúc của anh Tuấn Hưng từ khi tôi rất là nhỏ. Mà ca khúc mà tôi ấn tượng nhất là ca khúc Cầu Vồng Khuyết. Nó đi theo tôi là một tuổi thơ. Khi mà tôi đi học về thì cái đầu tiên tôi chạy vào nhà tôi sẽ bật ca khúc đấy. Và đôi khi đi trên đường đi học thì tôi luôn véo von ca khúc anh Tuấn Hưng. Vì thần tượng anh từ phong cách đến cuộc sống ngoài đời, hiện thực của anh. Và bây giờ thì tôi chuẩn bị ra sân khấu để thể hiện phần thi của mình. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho tôi đón xem và ủng hộ cho chương trình Ca sĩ thần tượng mùa 1. Tại bầu trời với tiếng hát của thí sinh Văn Phong 19 tuổi. Văn Phong 19 tuổi và Khả Như 29 tuổi. Mày nói chị gì vậy? Ai hỏi đâu mà khui gì Như? Em bây giờ em nói tuổi tác thì có gì? Như dạ. Em tự trọng em bỏ tay ra. Nha, đừng có thấy người ta đẹp trai hát hay cái sáp vô cái quắn tay ta lại. Cái giọng hát mà đẹp đó nó hút hồn, nó bị hút quá anh. Hay quá đi quý vị ơi, trong một cái không gian mà khói lạnh nó mờ mờ, nó lãng đãng, nó bay phiêu linh như vậy nè, ánh sáng huyền ảo, anh bao nghĩa nhiêu đèn nó xỉa gì. Sao cái giọng hát của ta anh diễn tả hồi cũng như ta đi cúng vậy trời. Có bị gì hay quá, anh đang diễn tả một cái cảm giác mà rần rần rồ rồ khi ngồi dưới coi đó. Khả Như ngồi dưới như một fan cuồng vậy nè. Mê quá hay thiệt. Dạ anh Nam ơi, anh có thấy như vậy không, cảm xúc của anh như thế nào ạ? Như ơi, anh cũng đang cân nhắc có nên mời Như cho những show MC cho những lần tiếp theo hay không. Bởi vì tâm thế của người MC á, là lúc ngồi như này á, là mình phải
tập trung cho phần giới thiệu tiếp theo. Cổ bị cuốn theo rồi cổ ơi, lại em đang hòa nhập với thí sinh của anh, em cống hiến hết mình không, cả khi không ghi hình ơi, em không phải là hòa nhập nữa mà em hòa tan luôn rồi Như. Em hòa tan luôn hả? Chết rồi. Lúc đầu em tưởng anh Nam là một cái người rất là hiền hòa, không, dễ anh thương. Sống nội tâm lắm Thành ơi, anh và ít nói nữa. Em rất thương anh tại vì anh là một người đàn ông sống rất là thẳng thắn, anh có thể tán thẳng với mặt một MC. Thôi okay. Chị nói vui cho vậy thôi. Thì cái phần trình bày của Văn Phong thì thực sự là trên đứng trên sân khấu, một người nghệ sĩ, một ca sĩ mà chúng ta có ngoại hình sáng láng bắt sân khấu thì đã là một cái lợi thế đầu tiên rồi. Không biết là khán giả có cảm nhận là Văn Phong rất đẹp trai không? Dạ xin cảm ơn tất cả quý vị, xin cảm ơn. Dạ. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa ơi, anh đừng có nhầm lẫn vô lý như vậy. Dạ, anh Nghĩa anh cũng tự trọng đứng xa xa. Thì cách xa rồi, khoảng cách rồi, bây giờ thấy hai đứa có nhiều điểm tương đồng, đen đen giống nhau nè, đứa 19 đứa 20 đó. Trời ơi. Trong cái phần trình bày của Văn Phong đó thì có nguyên một cái đoạn đầu, và đặc biệt là khi mà em phát âm cái từ lìa đôi, chữ đó em phát âm rất là giống với Tuấn Hưng. Nhưng mà còn một phần hai bài còn lại sau Giang Tấu thì anh thấy hình như em đang hát là chính em hơn là Tuấn Hưng á. Không biết có đúng có phải không Phong á? À, dạ vâng, là cái phần đầu của em thì thực sự là chính em. Em là người rất là hâm mộ anh Tuấn Hưng. Thì chắc là trong bài hát vừa rồi thì em có đặt cả tâm cả mình vào. Và em trình diễn cái ca khúc đấy một phần nào đó của chính em đó. Vậy là sự cảm nhận của đạo diễn Hoàng Nhật Nam là chính xác đúng không em? Dạ. Đã từng làm việc với Tuấn Hưng thì Tuấn Hưng biểu diễn rất là lãng tử, nhưng mà cũng pha trong đó rất là nhiều cái sự ngông nghênh, có cái gì đó rất là bất cần. Đặc biệt là trong một cái chương trình thì Tuấn Hưng xin là được hát cùng một lúc hai tay cầm hai cái mic. Cầm tay em sẽ mãi chẳng rời xa. Nhưng thực sự đó là do Tuấn Hưng muốn. Và có một cái mic trong đó là mic chính, và mic còn lại là để tạo thêm cái hiệu ứng để cho anh chàng có thể bung xõa hơn trên sân khấu. Với một cái bài tâm trạng như thế này mà em đã trình bày rất là tốt rồi, thì anh cũng rất mong là em sẽ được tiến sâu hơn. Và khi mà trình bày một cái ca khúc mà sôi động thì có thể là em sẽ cầm hai mic chăng? Wow. Xem như đây là một lời gợi ý em nha. Biết đâu nếu như mình đi vào vòng trong thì mình sẽ đáp ứng được cái yêu cầu này của đạo diễn. Đồng ý không? Ok. Tiếp theo xin mời ý kiến từ giám khảo Cẩm Ly ạ. Cô thích cái phần thể hiện của Phong ở vòng, cái vòng 1 hơn. Nó giống nhiều Tuấn Hưng nhiều hơn. Cái độ tình nó nhiều hơn. Và những cái miết chữ Hưng hát á, nhìn thấy tướng Hưng như thế, nhưng mà cái sự lãng tử trong Hưng nó rất là nhiều. Và trong từng câu hát của Hưng nó tình lắm. Có vẻ như bài này con bị căng thẳng, cho nên tay chân không được thoải mái khi mình hát. Không nói biết sao mà Thành lại cảm nhận khác. Thành lại cảm nhận là Thành thích cái bài này của bạn hơn bài đầu. Tại vì anh thấy là em hát cái cục hơi em rất là tốt, em mở cấu hình rất là tốt luôn. Và anh thấy rằng đúng, em là một cái người ca sĩ lợi thế về ngoại hình. Và ngày hôm nay tiếng hát của em là một tiếng hát mà làm coi như là lệch lạc nhân cách của hai MC kế bên luôn. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn ạ. Thưa quý vị, ca khúc Tìm Lại Giấc Mơ đã khiến cho Hà cất nhớ về một người. Khi đó Hà đã ngước mắt lên trời trò chuyện với Thượng Đế, và câu trả lời chính là sự im lặng. Đêm đi qua tiếng buông rơi, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh ra đi không cho tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiên trì tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào vì người
ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau, hằn sâu vết thương sinh mình em thôi. Không còn ai bên đây nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sáng vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên. Bên như hai nô tỳ vậy nè, giống cái bánh sinh nhật quá à. Anh thấy giống em giống như đăng quang hoa hậu, còn bên cạnh hai á hậu vậy đó. Trời ơi, cũng được là á hậu hả? Nói lại em mới đăng cai hoa hậu, cái bên là hai mẫu hậu. Dạ bây giờ thì tụi em đã đứng ở đây rồi à, các anh chị giám khảo nhận xét thế nào với tiết mục này? Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Hello Đan Trang. Dung hả? Trời, em là bản lĩnh nhất trong tất cả những thí sinh mà. Sao run được? Dạ, tại vì cũng tới chắc cuối rồi. Nên là em cố gắng em mời tìm mời ghen ra mà hét, chứ còn không dám nghĩ gì nữa. Nhưng mà thật sự là vẫn cứ run. Thực sự hồi nãy em hát thì trong giọng hát em không có một chút xíu gì run rẩy cả. Và em đã hát hết với tất cả những cái niềm đam mê của mình, cũng như là đam mê cái người thần tượng của mình, đó là Hồ Ngọc Hà. Và mỗi lần em hát tới câu nào thì Chính Thành ở dưới đây nó nhảy giống như là kiến cắn. Là có nghĩa rằng là em đã quá giống và thành công với cái thần tượng của mình, mà không có ai hiểu rõ thần tượng của em bằng Chính Thành cả. Chị chúc mừng em. Tôi quá gần Hồ Ngọc Hà, quay đêm, ăn uống với nhau, giỡn hết như người trong gia đình rồi. Trời, nếu mà không ở gần cổ thì cô không cảm nhận được là em giống tới mức độ nào. Ngay cả Hà còn phải điện thoại cho anh Hà nói: Xin, nghe nói trong chương trình ông có một bé nó hát giống tôi lắm, vào tôi vô tôi nghe thử, nó giống thiệt ông ơi. Nổi da gà. Em, cái điều em làm được mà không phải ai cũng làm được là em biết cách biến mình từ một thí sinh thành một ngôi sao ngay trong đúng khoảnh khắc vỏn vẹn nơi em biểu diễn. Cái thứ hai nữa là em là một trong những thí sinh hiếm hoi mà tôi nhắm con mắt lại tôi nghe, tôi thấy được tình cảm ở trong đó. Cái này phải thật sự khen ngợi em. Và cái điều thứ ba nữa là em cũng giống như Thanh Mộng, cực kỳ nghị lực. Coi như là phải chiến thắng bản thân mình, phải chinh phục được khán giả. Và tôi thích điều đó ở một thí sinh khi bước vào bất cứ cuộc thi nào. Và như anh nói là anh cũng có muốn mời chị Hồ Ngọc Hà hát với em trong đêm chung kết. Anh đã làm, Hà rất muốn nhận. Và chỉ vì một cái công tác mà Hà không thể di chuyển được cái lịch bay, không thể hát được với em. Hà nói, kêu anh truyền lời với em rằng là Hà rất tiếc khi không có mặt với em đêm nay. Và đặc biệt, Hà biết là hiện nay mẹ em đang bị bệnh rất là nặng. Và
Hồ Ngọc Hà nhờ anh gửi tặng cho mẹ em 50 triệu đồng. Bất ngờ quá. Em có điều gì muốn nói với mọi người ở đây, và đặc biệt là với chị Hà Hồ, có thể là cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta? Em muốn gửi lời cảm ơn tới chị. Trong cái fan party vừa rồi em đi coi á, em thấy chị Hà khóc. Chị bảo là cho đến bất cứ giây phút nào mà chỉ cần một người, chỉ cần một khán giả còn yêu thương chị thôi thì chị vẫn sẽ hét. Em nghĩ là đó chắc chắn sẽ là em. Em vẫn luôn muốn điều đó. Và em muốn bản thân em sau này, sau khi làm nghề, sau khi bước chân vô cái con đường ca hát này, em cũng muốn được giống như chị. Em muốn hát cho tới khi nào em không còn gì nữa. Em muốn hiến thân hết tất cả cho cái sự nghiệp này. Em thật sự cảm ơn chị vì chị đã luôn yêu thương và hiểu cho hoàn cảnh của em. Em cảm ơn chị Hà rất nhiều. Em cảm ơn anh Trấn Thành. Chúc mừng Đan Trang nha. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đông lúa chiều duy dào, tiếng ru bên thêm trăng tà xoay mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ thương mến như lãng gió đùa mặt hồ, lời ru man mát nghe như sao diệu rực rỡ, chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm thương, con đã yên giấc mẹ hiền vui sương bia. Quan thân gầy mẹ hiền, mùa sương hai nắng cho bác mãi đau muộn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng trẻ. Mẹ già như chuối trên cây, gió lay mẹ rùng ta thời mồ côi, nhưng ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ. Hay quá, hay quá. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sương bia. Lặn lội dẻo nẻo
không còn thân gầy mẹ hiền. Mùa xuân hai nắng cho bác mãi đau mùa ân phiền. Thưa quý vị, rất là cảm xúc khi mà Tiểu Thúy hát cái ca khúc Ngoài Lòng Mẹ. Hôm nay Tiểu Thúy mặc đồ hồi nãy mọi người ở dưới bảo đó y chang cô Giao Linh. Và xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo ạ. Lấy lại hết phong độ, không thiếu một cái gì. Đây mới là bạn. Chúc mừng. Cái gì nó đến từ đi từ trái tim là đến trái tim. Hát luôn luôn phải từ đây ra. Và hôm nay bạn trả lại hết tất cả những gì mà khán giả đang mong đợi từ một trong những cái người gây ấn tượng đầu tiên với cuộc thi năm nay. Và họ mong đợi điều gì thì họ nhận lại được điều đó. Khi mà bạn tập trung thực sự thì nó chạm vào lòng người nhiều lắm. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời phần chia sẻ của chị Phương Thanh. Bài này ngoài cái cách hát của em là lấy lại phong độ, chị thích cái cách em nói trong bài hát. Rất là truyền cảm, rất là tình cảm. Và ở đây chị cũng sắp chảy nước mắt. Em đã chọn đúng bài. Tình cảm phải thật nhiều mới đúng là cô Giao Linh. Thật là nhiều. Kệ lâu lâu té một cái đi em ha. Nhiều cái đi đều quá cũng chán lắm. Lâu lâu té một cái để chi? Cái xúc cảm trong mình nó động lại. Bắt đầu nó động đậy. Rút kinh nghiệm để tập sau tốt hơn. Chúc mừng em có tiết mục đã lấy lại được hết tất cả mọi thứ. Sau cái tuần mà thật sự là hơi bị tiếc một xíu. Cảm ơn em rất là nhiều với bài hát Lòng Mẹ. Cảm ơn chị. Xin mời phần nhận xét của anh Hoàng Nhật Nam. Đây được xem như là một cái bài hát về tình mẹ, tình mẫu tử mà hay nhất và kinh điển nhất của Việt Nam mình. Đó mà mỗi lần nghe bài này thì bao giờ ai cũng cảm thấy rất là xúc động, rất là bồi hồi. Mà cái câu của Tiểu Thúy đọc cái câu thơ rất là hay ha. Thì cái câu đó là những cái câu mà thư pháp người ta viết lên để cho chúng ta treo chân ở nhà rất là nhiều. Nhưng mà ngay cả bản thân anh hoặc là anh thấy những người xung quanh mình á, đôi khi cũng không có làm được điều đó. Không quan tâm mẹ bằng cách là có thể là gọi mỗi ngày hay là hỏi han. Hoặc là đôi khi mẹ mình lớn á, mẹ mình có cái sự chậm chạp á, trong cái tiếp nhận thông tin. Nghe cái gì cũng hơi bị đễnh đoản đi. Và có phần đó là nói, chia sẻ những câu chuyện mà cứ lặp đi lặp lại, cứ kể hoài. Quên ấy. Cứ bị quên á, cứ nói đi nói lại. Và mình cũng cảm thấy đôi khi mình bận rộn á, mình nghe những câu chuyện vậy, trong một cái phút stress thì mình cảm thấy bực bội và làm phiền cái thời gian làm việc của mình. Nhưng mà ngẫm lại đâu đó một cái sự chiêm nghiệm á, thì mình thấy thật sự đó là cái lỗi của những người con. Cái bài này nó cũng là một cái điều mà cũ ơi là cũ, cũ xưa như trái đất, đó là tình mẹ đúng không? Nhưng mà nhắc nhớ ai có mẹ thì cũng sẽ luôn luôn cố gắng mình vun vén một cái khoảng thời gian đó nào đó. Mình nói chung là mình có cuộc sống gia đình rất là bận rộn, nhưng mà mình cố gắng mình thu vén một cái góc rất là riêng tư, rất là sâu thẳm cho mẹ, chứ không thôi là rất là tội nghiệp. Dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, mùa xuân hai nắng cho bác mãi đau muộn phiền. Quay lại với Tiểu Thúy thì đúng là hôm nay em hát quá hay. Và anh cũng không có kìm được cái cảm xúc của mình nữa. Rất mong là Tiểu Thúy với cái dung nhan này, với cái sắc vóc này, cộng với cái giọng hát trời phú của em rất là giống với cô Giao Linh.
thì em sẽ có thể đi tiếp cái chặng đường của ca sĩ thần tượng một cách rất là vững chãi. Chúc em sẽ luôn đong đầy những cái tình cảm trên cái bước đường này. Vâng, cảm ơn anh. À, thật ra anh Hoàng Nhật Nam là một người sống rất là nội tâm. Lần trước cũng có một lần khi nhắc về gia đình, về mẹ và em gái thì anh cũng đã một lần rơi nước mắt. May quá hôm nay anh không rơi nước mắt. Do máy lạnh trường quay cho nên là giọng nó bị rung rung. Bụi bay vào mặt cho anh đâu khóc đâu. Rồi cảm ơn em. À, và cũng hy vọng là mẹ em khi mà xem cái tiết mục này sẽ cảm thấy là con gái đã thổ lộ cái tâm tình, tình cảm của mình như thế nào nha. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ em xin cảm ơn. Rồi một đêm trọn đêm tối hình tôi lạnh lùng có gió buốt bỗng nước mắt rơi nhẹ đắng khóe môi rồi một ngày nữa lại trôi ngồi tìm ai đây giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm từng phút ấm êm một nơi đông đêm tìm ai chợt về giấc mơ mà loay hoay như đang mơ em ngày nào vẫn hoang xa ai biết cứ mong chờ rồi khi cho phép em xin được gửi lời chào chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả như là anh Trần Thành, chị Thanh và anh Nam ạ. Xuân rồi, một mình trong bóng tối chỉ một mình tôi lạnh lùng có gió buốt bỗng nước mắt rơi nhẹ đắng khóe môi. Rồi một ngày nữa lại trôi ngồi tìm ai đây giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây rồi vội vàng gom lấy chút ít bóng đêm tìm phút ấm êm một ngày đông đêm tìm ai chợt về giấc mơ mà ngày nào vẫn hoang xa ai biết cứ mong chờ rồi khi bóng đêm tan hoang mang sẽ lấy giấc mơ đang vang rồng khi anh lang thang một mình ba một người bơ vơ tìm nỗi nhớ mơ hồ. Quý vị,
chàng thí sinh điển trai của chúng ta Tuấn Phương với ca khúc Mơ Hồ, hóa thân thành Bùi Anh Tuấn. Và xin mời ba vị giám khảo sẽ nhận xét cho tiết mục này. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Hôm nay hát lợi hại lắm đấy. Giờ khoan nói tới Bùi Anh Tuấn nha. Riêng bạn, nếu như bạn đi hát với cái giọng hát như thế này, thật sự là quá tuyệt vời. Tôi ở đây ạ. Cái bài mà nốt cao nó treo liên tục mà hát chắc, nhịp nhàng, mọi thứ ngon lành. Thì nói với Bùi Anh Tuấn, lần này trong giọng bạn có Bùi Anh Tuấn nhiều hơn lần trước rất là nhiều. Rõ ràng là về bạn có nghiên cứu, rõ ràng một sự tiến bộ vượt bậc. Cái gì cũng vậy thôi, khi mình nỗ lực thì mình phải có những cái phần thưởng riêng của mình thôi. Và rõ ràng là phần thưởng của bạn là ngày hôm nay những tràng pháo tay cho mỗi lần lên tông, cho mỗi lần lên nốt cao của bạn, nó đã cho bạn thấy được cái sự phấn đấu của mình là hoàn toàn xứng đáng. Anh hy vọng lần sau em có những cái thái độ của Bùi Anh Tuấn hơn là cái chỗ này nè. Thì khi mà giọng hát mình có rồi, mình phải bắt đầu để ý cái phần trình diễn. Tuấn hay vậy nè, nó làm gì nữa cô? Nó cứ làm gì nữa kiểu sợ cả thế giới vậy đó, kiểu. Em hiểu không? Em hiểu không? Tuấn hay vậy. Yes, nó có cái gì nè. Nó sẽ đẩy, nó sẽ đẩy mắt kiến không rớt, nó cũng đẩy nữa. Cái gì nó cũng đẩy, nhớ không? Phải để những cái tiểu tiết đó của người ta để mình diễn. Tại vì khi mình hát nó hay, bài đang tình cảm, mình diễn cái người ta cười, hai cái cảm xúc nó sẽ bổ trợ nhau rất là nhiều. Trong cái cuộc thi này tôi đã nói rồi, một là phải hát giống tuyệt đối tuyệt vời, hai phải làm cho khán giả cười bởi những cái động tác của các ca sĩ. Đó là hai cái chìa khóa giúp tụi em thành công. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Trấn Thành khen em hết rồi nên chị sẽ không khen nữa. Bài hát này khó thật và em hát chị cũng nín thở theo em, quá là căng. Chính vì căng quá cho nên em mới thể hiện được chính em ở cái phần là hình thức của em thôi. Còn bài hát là của Bùi Anh Tuấn. Em sẽ phải tìm một bài hát không phải là bài khó nhất của người ta, mà bài hát nào mình dễ hóa thân nhất. Cái lời khuyên rất là hay đấy, thật sự. Bây giờ em bị tập trung về tâm lý, về bài hát nhiều quá thì cái phong thái bên ngoài sẽ bị bỏ quên. Mà phong thái đó chị nghĩ là em có thể làm được, không khó. Bởi vì em có những điểm cực kỳ tương đồng và đã và thuận lợi cho em rất là nhiều. Chúc em thành công. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ. Xin mời đại diện Hoài Việt Nam. Anh không đánh giá cao Tuấn Phương trong những vòng thi trước. Thật sự là vậy. Nhưng mà hôm nay là qua cái tiết mục này thì em đã làm anh thay đổi suy nghĩ. Wow. Bởi vì anh thấy cái nội lực trong em nhiều hơn. Bình thường thì em đã có một cái chất nào đó cũng một chút rất là lãng tử. Nó cũng là một cái mà thuận lợi khi em hóa thân thành Bùi Anh Tuấn. Nhưng mà cũng có một cái là cũng hơi là khó đó, để mà em hóa thân hoàn toàn. Chính xác. Bởi em đang bị giống như có một cái sự căng cứng đó, em chưa thoát khỏi cái tôi của chính mình. Chính xác. Và điều này anh có thể thấy được. Và anh thấy được nữa là cái sự cố gắng của em rất rất là nhiều trong cái ngày hôm nay. Và anh có cảm giác hôm nay là cái hôm mà cuối cùng em sẽ hát. Lúc đầu em cũng nghĩ là em sẽ hát, nếu như là không được thì thôi ạ. Nhưng mà nó thiếu một cái độ bay bổng. Hôm nay em bị căng thẳng cho nên là nó vẫn còn thiếu đâu đó cái điều đó. Nhưng mà cái điều này thì anh nghĩ rằng là vẫn có thể châm trước được, bởi vì chất giọng của em thì quá đẹp. Quá thì anh đó. Vâng. Như vậy là hôm nay thì ban giám khảo rất thích giọng hát và phần thể hiện của em. Chỉ hy vọng là em sẽ phải là một cách nhẹ nhàng hơn, giải phóng mình chính mình hơn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là ban giám khảo sẽ lựa chọn cho bạn như thế nào. Hồi nãy thì Nguyễn Khang đã hỏi nghệ sĩ Trấn Thành trước rồi, cho nên bây giờ sẽ hỏi chị Phương Thanh trước. Chọn hay chờ? Mời chị. Chọn. Một chọn. Cảm ơn chị ạ. Tiếp theo, xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Đáng lẽ là chọn, nhưng mà thật sự ra này không may cho bạn là bạn là một trong những người thi đầu, nên tôi muốn được xem nhiều hơn. À, biết đâu có những bạn khác cũng sẽ có phấn đấu như bạn để tuần này hoàn toàn lột xác thì sao, nên hy vọng bạn sẽ chờ. Chờ. Như vậy chúng ta có một chọn, một chờ. Và bây giờ nói về nội tâm thì không ai qua được anh cả. Mời anh. Anh cũng đánh giá cao em hôm nay với những cái sự thay đổi rất là nhiều. Tuy cũng còn nhiều những cái vấn đề như đã góp ý, nhưng mà trái tim nội tâm của anh thì mách bảo rằng phải chọn em. Vâng. Thường mấy người nội tâm hay gặp nhau ở cùng tần số lắm, và họ sẽ có sự đồng cảm. Thành ơi đừng giật mình nữa Thành, cái đó nó thành thương hiệu rồi. Tôi sợ nhất là cái vụ trái tim mách bảo rồi đó. Trái tim từ nội dặn tâm lòng. Phải có nội tâm nữa. Ôi, tôi nổi da gà nè. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chàng trai của chúng ta có hai chọn một chờ. Mời bạn sẽ qua với chị Nhung ngồi đợi bên kia. Thank you.
gì đôi mắt hiền. Không là cao xa, không thật gần, nhưng chưa chừng. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt đen năm lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tôi. Muốn được bên em để đắm chìm vào mắt huyền. Đến từ đáy mắt ly cao vời, đôi mắt nơi ngủ vui khung tranh trắng trơn ngày qua. Bao nhiêu ước mơ sắp còn như quá xa. Màu nào ước muốn, màu nào đầy vơi, màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói. Mắt đen đôi khi lung linh thật tình khôi. Mắt đen nơi trái tim anh thuộc về em. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt đen âm lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên như lời đôi mắt nói. Muốn được bên em để đắm chìm vào mắt huyền. Đến từ đáy mắt ly cao vời, đôi mắt nơi ngủ vui khung tranh trắng trơn ngày qua. Bao nhiêu ước mong sao còn như quá xa. Màu nào ước muốn, màu nào đầy vơi, màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói. Mắt đen đôi khi lung linh và tinh khôi. Mắt đen nơi trái tim anh thuộc về em. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt đen âm lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên như lời đôi mắt nói. Mắt đen đôi khi lung linh hạt tình côi. Mắt đen nơi trái tim anh thuộc về. Xin chúc mừng Xuân Đức đã mang đến một phần trình diễn rất là cảm xúc với ca khúc Mắt Đen. Bạn làm tôi lại nhớ về cái live show Đôi Bàn Tay Thắp Lửa của cố nhạc sĩ Trần Lập. Không biết là Đức có đi xem cái live show đó không? Thực ra thì em rất thích nhạc của anh Trần Lập, cũng như là cách hát của anh ý, cũng như con người của anh Lập. Nhưng mà cái ngày mà anh Lập tổ chức cái bài cái live show Đôi Bàn Tay Thắp Lửa thì em lại có một chút công việc, không được tham dự cái live show đó.
Thực ra thì ở bên ngoài thì em chưa được xem live show nào mà anh Trần Lập hát live, nhưng mà em đã từng được gặp anh Lập ở bên ngoài rồi. Hôm đó thì anh Lập có đến một cái tiệm guitar để chơi với cả anh em trong ban nhạc, thì em có may mắn là em vào đó em mua bộ dây đàn và em đã được gặp anh Trần Lập ạ. Thì cũng chia sẻ một chút quý vị là hơi tiếc một tí xíu khi mà trong cái live show Đôi Bàn Tay Thắp Lửa của cố nhạc sĩ Trần Lập, thì thật ra đáng lý ra thì cũng sẽ có một vị khách rất là đặc biệt sẽ góp mặt trong cái đêm đó, đúng không chị Thanh? Nhưng mà rất là tiếc, bởi vì bận công việc riêng cho nên là chị Thanh cũng đã không thể có mặt trong cái đêm diễn cuối cùng đó của anh Trần Lập. Và thực sự là cái đêm đó đã mang lại cảm xúc cho rất là nhiều nghệ sĩ khi mà họ đã cùng nhau nán lại đến phút cuối cùng để hát rất nhiều ca khúc của ban nhạc Bức Tường. Và cảm ơn bạn đã mang lại cái cảm xúc tuyệt vời cho chúng tôi trong đêm nay. Cảm ơn bạn. Thật sự bạn mới thật sự là thấy anh Trần Lập rõ nhất. Với cái tiết mục này, những chỗ em gần giọng, đó là anh Trần Lập. Phương Thanh không nhớ là bao nhiêu năm khi đó hát ở sân vận động Mỹ Đình có 40.000 khán giả. Cái đợt đó SEA Games, đêm hôm đó có rất nhiều ngôi sao hát. Và lúc đó chính ngôi sao cũng không biết anh Trần Lập là ai. Anh Trần Lập là thần tượng của bao nhiêu là học sinh, sinh viên trong trường đại học và ngấm ngầm, nhưng không ai biết bởi vì người ta nhìn thấy bề nổi nhiều hơn.
mưa trong chiều mưa. Đi về bước chân lẻ loi, phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vẫn nghe chờ anh. Đưa người về nơi giá băng, nước mắt em chung lệ tôi. Biết rằng từ đây mất nhau, trên bên trông theo mình anh. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Oh, oh. Mưa sao vừa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa sao vừa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah, ah, oh. Bước, bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi, phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng em chờ anh. Đưa người về nơi giá băng, nước mắt em chung lệ tôi. Biết rằng từ đây mất nhau, trên bên trông theo mình anh. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Oh, oh. Mưa dòng mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa dòng mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah, ah. Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah, 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 ah. Xin chúc mừng Tín Phong, vẻ tự tin hơn so với hai tiết mục trước đúng không ạ? Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Nó phải như vậy mới gọi là thi đó. Chúng ta phải luôn luôn nắm kỹ, nó có hai cái bí quyết để mình thi cái cuộc thi này. Một là mình nhái thiệt là giống, nó giống không còn thiếu một đường tơ mũi tóc nào. Hai, mình biết mình giống vừa vừa thôi, mình không thể giống hoàn toàn thì lố luôn, vui luôn. Đó là hai cái bí quyết để các bạn thi cái cuộc thi này. Phải có cái gì để cho người ta coi. Thì bây giờ một là người ta sẽ wow, trời ơi giống quá, trời ơi sao hay vậy. Hai, trời ơi, ơi coi nó kìa thầy ơi. À, hiểu không? Còn không thôi người ta buồn ngủ. Thì bây giờ bạn phải ra bạn làm gì đó, bạn dễ thương. Hôm nay bạn ra bạn mang cái năng lượng lại. Bữa nay là vẫn chưa tự tin đâu nha, mà tự tin hơn nữa là còn làm vui nữa, hay hơn nữa. Nhưng mà khác Trấn Thành khác nhiều lắm. Nói luôn. Xong góp ý xong bây giờ ra khác hẳn. Có lò xo rồi đó, đàn hồi rồi đó. Mà cái bước chân đi giống Lâm Trường lắm nha. Nãy có cái chữ quéo quéo dò, chỗ nãy đi giống lắm luôn á. Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. À, 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 à. Mà bữa nay cưng lắm, nói cho bạn phải như thế này. Và bạn để ý một tí là giọng bạn hơi dày hơn so với Lâm Trường. Và cái thứ hai là bạn phải tập cách đưa cái âm thanh ra ngoài để nó giống anh Trường hơn. Và bạn vuốt cái chữ cái đuôi á, dứt khoát hơn. Làn sóng xanh với anh Trường anh hát. Mới có cái gì mà vỗ tay nào các bạn ơi. Yeah.
Thật sự ra Lam Trường ra sân khấu á, ngoài sân khấu thích lắm. Khán giả vui, thật là vui, cho nên cái năng lượng tích cực và cái tinh thần hoan hỷ trên khuôn mặt của anh Trường là cái điều em phải khai thác. Chắc lần sau phải cào râu quá. Nhìn Lam cái Trường mặt ngầu quá. Lam Trường là thư sinh. Dạ tại vì em sợ em cạo lên cái mặt em nó bự quá nên thôi. À vậy à. Dạ, có gì tôi chưa nói. Không, em cạo nhưng mà make up và đánh khối hay gì đó ăn gian về sáng tối thì vẫn thôi, được. Thôi đánh khối giống Nguyên Khang nhìn kỳ lắm. Ai mới nói gì? Gì ai nói vậy? Ai nói gì vậy? Không nghe không? Không nghe hả? Không nghe cái gì trời ơi. Không có gì hết. Ok. Đã vậy còn dây nịt đỏ, giày đỏ rồi nơ đỏ rồi nhìn khó chịu. Dạ thưa dễ quý vị, sợ. Cái này là nhẹ nhàng rồi tại vì thấy ba giám khảo mặc nhẹ nhàng đã cởi cái áo ra cho nó thanh đạm rồi. Mà thôi. Cũng bị chị Thanh chặt cho bằng được nữa. Nhưng mà vui không quý vị, vui chứ bộ. Thật ra quý vị ơi, Nguyên Khang đó là sắm một đôi giày đỏ và có cái áo khoác vest màu đỏ nữa. Hồi nãy mình cản bớt rồi không? Mình không cản, tự thấy hai ba đứa mình nhã nhặn quá cho nên là tự cất rồi. Thôi bây giờ mình quay trở về cái chuyên môn chính đi, đừng mình có nói về mình trở về anh Hai Lam Trường. Thôi bây giờ mình trở lại cô Phương Thanh, cổ cũng không có hiền đâu quý vị. Tuyệt vời, chỉ có đạo diễn Hoàng Nhật Nam mới là người nói lên được tiếng nói công lý. Rõ ràng là mấy bé MC kia nó nghĩ hết là cũng vậy đó. Tại Minh Tuyết cộng đây nghĩ là cũng vì vậy đó. Minh Tuyết, trời ơi chị ơi, Minh Tuyết về khóc với em ướt gối luôn mà bảo Trấn Thành không tha ngày nào ở trên chương trình á. Alo Tuyết ơi, nói xấu gì nè Tuyết ơi. Dạ thôi quay trở lại về với anh Nam thanh đạm mời anh. Mà em thấy ngộ nha, mấy năm trước anh là làm thơ nhiều lắm mà cái chương trình này không có một câu thơ nào phọt ra hết. Đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa. Vừa cho vừa. Nói chi người ta nói mình mang nghiệp đó chứ. Thơ thì tới lúc nó mới phọt ra. Anh vốn là rất nội tâm và rất là điềm đạm ít nói. Xin mời anh tiếp tục nhận xét. Đánh khối đừng có xa đà, không thôi người ta thấy giống như là hai bên. Mời anh tiếp tục. Dạ. Anh thích cái không khí mà Tính Phong mang đến trong tiết mục vừa rồi, giao lưu cùng với các khán giả nữa. Và cái điểm đó là cái điểm hút. Chúc mừng em vì đã trở lại với cái sự tự tin của mình. Mặc dù em cũng không có nhiều kinh nghiệm về sân khấu đâu. Và anh cũng xin thú thật là hồi trước anh cũng có sắm một cái áo như vậy. Có nghĩa là một cái tay dài và nó có cái vết mô tuy mình tháo đi. Thì nó thành như này. Đúng là thời làng sóng xanh với những cái ca khúc của anh Lam Trường, Đan Trường, rồi chị Phương Thanh, chị Cẩm Ly. Đúng là ký ức của rất là nhiều người. Đâu về đúng không? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Và cảm ơn để em đã cho các anh chị ở đây cũng như là khán giả đã có những cái ký ức đó. Cảm ơn anh Nam. Chúc mừng em đã quay trở lại với phong độ của mình đó, cứ tự tin thoải mái là được em nha. Và cũng xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh đã bảo vệ Nguyên Khang trước làn sóng hung dữ, đã tấn công vào Nguyên Khang một mình lẻ loi trên sân khấu. Cảm ơn quý vị một tràng pháo tay cho phần thể hiện của em. Cảm ơn em rất nhiều. Mưa rơi xuống trong lòng nơi đâu. Từng ngày em ra đi, mình bước ra trên đường kia. Thì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi, chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ trên con đường kia, buồn mưa ra em đâu bước đi chẳng tà tư. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm cánh thâu. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho em nói đau thiên thu này. Dù anh biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương. Trong tim em còn anh không. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho em nói đau thiên thu này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình không thể mãi bên đời. Nghe hạ
hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau. Ngày em ra đi, mưa buốt xa trên đường khuya. Vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi, chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ chính con đường kia. Buồn mưa ra em đã bước đi chẳng tà từ. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm cánh thâu. Dù vẫn biết có anh cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho em nói đau thiên thu này. Dù anh biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương. Trong tim em còn anh không. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho em nói đau thiên thu này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình không thể mãi bên đời. Trong một đời qua đang đầy, lần này vẫn nguyên ôm sầu nhớ. Bao năm con tim càng khổ kia vết thương vẫn còn sâu. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao đây cho hết nỗi đau thiên thu này. Dù anh biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương. Trong tim em còn anh không. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao đây cho hết nỗi đau thiên thu này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình không thể mãi bên đời. Dù hôm nay anh không có em, anh vẫn nhớ. Dễ sợ thiệt. Thưa quý vị, anh Phúc đây, anh Hoàng Phúc, anh mà coi cái chương trình này anh không nghĩ là thích cái đoạn mà come on, quá dữ. Như một ca sĩ chuyên nghiệp. Yeah. Trời, giọng hết hồn luôn. Nghỉ lái xe, đi hát liền, không lái nữa. Nói thiệt á, thực sự ra là tôi rất là bất ngờ vì anh. Anh là một người tài xế, hả? Anh tiếp xúc với lại những cái sự khô khan của đường bộ, của giao thông hàng ngày. Mà tôi nói thiệt, anh còn nghệ sĩ tính hơn rất nhiều nghệ sĩ. Từ nãy giờ anh thấy không, bao nhiêu người ai giống cỡ nào tôi chỉ có ồ nhìn nhau, tôi chỉ tranh, tôi thế này nọ, chứ có ai mà tôi đập bàn, đập đứng ghế lên, tôi đứng vậy. Dập sàn rồi. Anh thấy không, anh nhạc vô, hi, bằng bằng bằng, châu, trời ơi, là tôi phải phóng theo anh. Làm sao có chuyện đó. Đúng. Ngày hôm nay, tôi nói thiệt, anh thi hoàn hảo, chanh giờ nhìn ghét luôn, hết muốn nói. Giận luôn, không nói nữa. Nhìn giống quá, ghét, giận, không muốn nói. Không phải công nhận cái tinh thần của bạn này xuất sắc á. Giao lưu cũng tưởng là Ưng Hoàng Phúc luôn á. Quá tự nhiên, cái sự tự nhiên đó làm nên tiết mục này rất là dễ chịu. Cái nốt cuối lên son thăng đó chanh, là cao lên lắm. Son thăng xong á, kéo lâu thiệt lâu xong bắt đầu đổi chị qua giọng gió lên tiếp. Cái đó cũng là một cái là coi như là rất là kỹ. Cái tập không này bể, rất là kỹ. Cái đó không bể không nha. Bể. Em không biết đó là son thăng hay gì nhưng mà em chỉ ráng tập cho nó tròn dai em thôi. Em cũng không biết đó là sao. Ừ thì thôi khỏi cần biết. Anh chất phát, anh thật thà mà anh đáng yêu quá trời. Đáng yêu đến như vậy. Hay quá, mê quá, giờ mê quá, yêu thương bất chấp. Khỏi suy nghĩ, ngang lát vô vòng trong. Ừ, vậy đi. Ừ, mình cũng khỏi suy nghĩ luôn đi. Ờ, khỏi suy nghĩ ừ, đi. Đó, cái gì nó tự nhiên thì mình cũng tự nhiên cho điểm đi. Thiệt á. Suy nghĩ không anh Nam? Nói chung mọi người đã khen rất là nhiều rồi. Anh chỉ còn lưu ý một cái điểm cuối nữa thôi. Là em nhớ cái đoạn mà mình tập á, là em quỳ xuống dưới và hát cái câu cuối đúng không? Tuy nhiên á, là nếu như để cho cái hiệu quả hơn á, là em phải để cho dứt nhạc luôn. Em hãy mới đứng lên. Mình vẫn còn nhạc mà đứng lên chào khán giả rồi. Người ta vẫn muốn người nghệ sĩ đang feel với cái vẫn quỳ như vậy. Đơn giản vậy nè, lần sau nhạc dứt hẳn xả dai, hiểu không? Mình là Phúc mà, nhạc kéo tới đâu mình kéo tới đó, nằm kéo ngồi quỳ xuống nhăn mặt, nhạc hết dứt khoát không đứng dậy quỳ luôn, nằm xuống luôn ngủ. Nằm xuống luôn ngủ. Khi nào người ta bưng vô ăn vô. Cảm ơn Phúc rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn Phúc, chúc mừng bạn.
Vì sao em cứ mãi yêu người, nguyện yêu anh yêu mãi muôn đời. Em đâu hay tình em đã đến sao? Ngày hôm nay em muốn quên người mà lòng em cứ nhớ thương hoài. Anh yêu ơi, em biết đi về đâu? Nếu mai này ta xa nhau, em sẽ không quên bao lời yêu anh trao. Vẫn mong một ngày bên anh sẽ chia buồn vui trong đời. Nếu mai này ta xa nhau, em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao. Thế gian tình cháy ngang cơn sao vội ta? Nguyện yêu anh yêu mãi muôn đời. Em đâu hay tình em đã đến sao? Ngày hôm nay em muốn quên người mà lòng em cứ nhớ thương hoài. Anh yêu ơi, em biết đi về đâu? Nếu mai này ta xa nhau, em sẽ không quên bao lời yêu anh trao. Vẫn mong một ngày bên anh sẽ chia buồn vui trong đời. Nếu mai này ta xa nhau, em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao. Thế gian tình cháy ngang cơ, cớ sao vội? Cảm ơn chị Tuyết. Trời ơi, chị bận mà chị qua đây chị hát show chương trình. Hôm nay cảm giác như thế nào khi quay trở lại sân khấu của ca sĩ thần tượng mùa thứ ba với vai trò là khách mời? Cảm xúc của em giống như là cái mùa đầu tiên mà em được đến với chương trình á. Rất là nôn nao, rất là vui. Và hồi nãy em ngồi ở trên kia make up thì thấy các bạn cũng tập bài rồi như em ngày xưa vậy đó. Mà thấy hình ảnh của mình ngày xưa ở đây. Rồi gặp lại anh Thành với lại anh Nam. Thì em cảm thấy thế nào? Rất là cảm ơn là đúng hơn. Vì nhờ chương trình mà em được đến gần với lại khán giả hơn. Và cũng như là được mọi người yêu mến rất là nhiều. Thật sự mà nói luôn là sau cái chương trình đó thì em không nghĩ là mọi người coi rất là nhiều. Từ các người hàng xóm nè, rồi các người bạn của những người hàng xóm, rồi cô, chú, anh chị em, bạn bè. Bồ có coi không? Quan trọng là bồ thôi chứ hàng xóm. Dạ bồ thì vẫn chưa có. Trời ơi, Thanh ơi, từ mùa đầu tiên một cô gái xinh đẹp như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có bồ. Nghe đợi anh Đức. Lại bồ có Đức nữa hả? Đức nhiều lắm rồi, Thành ơi, Thành sang sẻ bớt với những người khác đi.
Nói chung là nhìn Thanh Mộng, anh rất là nhớ cô Minh Tuyết, rồi cô Cẩm Ly. Và anh cũng vui vì là Thanh Mộng trong cái cuộc thi á, từ đầu cho đến cuối á, đó là một cái cuộc lột xác rất là rõ luôn. Nó có hai dạng thí sinh trong cái chương trình này. Đó. Một là hay ngay từ đầu, rồi duy trì phong độ của mình thôi. Hai là cái dạng thí sinh lúc đầu, nói thiệt, trên trung bình thôi. Nhưng mỗi dòng hay hơn lần mà càng ngày càng hay, thì đó là Thanh Mộng. Chúc Thanh Mộng luôn thành công và sớm có người yêu. Dạ vâng, em xin được cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều. Đêm từng đêm khi màn sương buông xuống trên thanh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúng rối hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn, những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha. Lòng anh chót yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xoa nhòa ngày say, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hà vàng tung nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường, anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu. Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ. Những tiếng cười rộn vang khung trời, rồi lúng rối hơn em lặng im không nói. Những tháng ngày hồn nhiên nô đùa, tuổi thơ tuyệt vời người ơi. Chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn, những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người, để con tim nghe thiết tha. Lòng anh chót yêu em lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xoa nhòa ngày xanh, đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hà vàng tung nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm. Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng.
Cuộc đời cho ta quá nhiều ngày vui, cần chỉ nói những lời đầu môi, phải không em? Wow! Thưa quý vị, Minh Hoàng cùng với Vũ Đoàn Ô, cảm ơn các bạn. Không ngờ MC mặc vô tông với Vũ Đoàn ca sĩ ghê. Mời nghệ sĩ Trấn Thành nhận xét sương sương cho tiết mục biểu diễn vừa rồi. Thấy không? Thấy không? Thêm con đúng cái gia vị đó là cái món ăn ngon lành liền. Đó là tự tin. Nên em thấy em hát hay dễ sợ không? Ngoan mục luôn. Tôi nói thì hồi nãy nếu như thật sự mà ngồi nghe nhắm con mắt lại không, tưởng anh đang trường đang rehearsal trên sân khấu. Nó giống một cách kỳ cục, từng cái âm sắc cho tới cái cách nhả chữ, cái nhịp, cái cách nhấn và cái thái độ, cái tinh thần cũng giống luôn. Em làm được hết á. Giống mà tôi bực mình luôn. Tôi nói trời, cái gì mà giống dữ vậy? Có nghĩa là em của tiết mục thứ ba nó khác hoàn toàn với em số 1, số 2. Là chỉ là thì em không tập trung mà em không tự tin thôi. Chứ em làm được hết á. Xuất sắc. Dạ, cảm ơn anh. Tôi thích cách giám khảo Trấn Thành đôi khi chơi chữ thậm sưng, hoặc là nói quá, hoặc có thể là dùng những từ đối lập phấn khích như đúng quá không? Phấn khích. Vâng. Và đúng, tôi cũng đồng cái quan điểm với Trấn Thành. Mặc dù là cái bài vũ đạo này mới chỉ tập nửa ngày thôi, cho nên là ở đâu đó vẫn còn mình chưa khớp, nhưng mà đó là một cái sự nỗ lực. Em không biết sao chứ em thích mấy cái đoạn ông nhảy sai quá, nó dễ thương lắm em. Anh nói thiệt á, ở trên đời nó có rất có nhiều con người, người ta chỉnh chu nó mới sai, chứ người ta sai thì nó lại đúng. Là em. Anh nói ví dụ nha, em bắt chị Lê Giang anh bả nghiêm túc được là cái đó nó sai vô cùng. Yeah, chính mà xác. Cái bắt bả nói gấp thì là bả. Biểu em nhảy mà hồi nãy nhảy đẹp như mấy cái cô kia thì nó không có gì để coi cả. Em cứ ngây thơ như vậy, cứ rớt lên rớt xuống mà nó cưng, em hiểu không? Cái sự cưng, cái sự thật thà, thật ra có, nó là một món quà. Thật sự ra như... em giống Đan Trường cực kỳ. Những cái dấu sắc của Đan Trường khi mà ta đi đa đi đa là anh Trường hát sẽ mạnh hơn một xíu. Em nhấn chỗ đó xíu nữa là được. Với lại có một cái điểm duy nhất thôi là phải không em, thì là còn đúng dính rồi. Nữa à. Tức là có những kỹ thuật thanh nhạc mạnh hơn một xíu, và cái cuối cùng là phải nhấn thêm một xíu nữa là đúng. Mà em hát giống vậy rồi em nói có giống anh Đan Trường không? Em nói vài câu chào hỏi quý vị khán giả anh nghe coi. Lời nói đầu tiên xin cho phép Minh Hoàng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả xem truyền hình. Lời chào trân trọng nhất. Cũng giống giống. Thì bây giờ nhiệm vụ của em là gì? Là phải tập nói cho giống luôn. Thì những vòng sau mình có cái mình chơi. Cứ tự tin như thế, mỗi ngày nghĩ ra một cái gì đó vui hơn, đáng yêu hơn mà làm. Dạ, cảm ơn. Có vẻ là giám khảo thấy ưng ưng cái bụng rồi. Hy vọng là với sự tự tin của em vừa rồi thì sẽ giúp cho em giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo ha. Cùng đến với phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Về cách thức đó nha, em không những giống Đan Nguyên về cách xử lý tách câu nhấn nhá, mà em giống luôn những biểu cảm nhỏ nhất của Đan Nguyên, tình tiết, cái gì giống hết. Từng cái hát mà lâu lâu nhíu con mắt lại, đá nó lên, đứng, giật lại hai cái chân, hai cô có dụ, rồi mới đưa tay lên bấu nó lại, rồi ra đây chỉ cái mắt nhíu lại cái, y chang. Thế nhưng, trời ơi hết hồn. Hết hồn. Làm cái gì nó cũng có cái thế nhưng đó. Em thấy nãy anh nói cái cách anh nói chữ thế nhưng không? Như vậy thì em đang thiếu những cái thế nhưng của anh trong bài hát của em. Em hiểu anh nói không? Anh đang thế nhưng. Trời ơi, làm hết hồn là cái thế nhưng của Trấn Thành ở đây á, là em đã có cái phương thức đúng không? Những cái nội lực nữa, đẩy thêm nữa. Đối với chị tiết mục này chị nghe là cũng gần như là hoàn chỉnh, gần như hoàn chỉnh, đủ để mà ở dưới chà giống dữ vậy ta. Hát hay luôn nha. Đúng không Trấn Thành? Thế nhưng trơn tru. Trơn tru. Mà nó thiếu điểm nhấn thôi. Chỉ còn xíu nữa thôi em. Bây giờ trong lòng chị nha, 4 tiết mục hôm nay hình như em nhất rồi phải. Đúng không ta? Chưa gì, thông báo cho tâm biết hết trơn. Rồi. Ủa vậy hả? Mình lộ sai hết. Hả? Mình có quyền mà, mình thích mình có quyền mà, đúng không quý vị? Không, riêng trường hợp này thì thích thiệt. Phải có những cái mình bộc lộ để cho em thấy cái đó là động lực. Động lực, điểm tựa để em bật thêm nữa. Một chàng pháo tay ủng hộ. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Chị lỡ chị tiết lộ hết trơn rồi. Đâu, chị Thanh chứ không có giấu được cái người, gì hết. Đâu, 3 trên 1 phần 3 cũng đâu có lại được. Từ từ, còn 2 người nữa mà. Rồi, xin mời anh Nam. Sao tôi thì cứ thấy giám khảo Trấn Thành quá khắt khe.
Không, không chiêu. Phải khắc, phải khắc khen. Vì nãy giờ là do nam dễ quá à? Không, do dễ dãi quá không? Quá dễ dãi đi. Chắc phải không, xem lại quá à. Em thấy là giám khảo phải có người này người kia. Để chi thí sinh người ta cũng phải có cái người người ta động viên tinh thật thần. Thật sự cái khó dạ. của Trấn Thành là tốt cho tụi em, tốt rất nhiều. Bởi vì mình sẽ kịp thời gian để mình sửa. Cho nên mời anh dễ dãi. Nói chung là anh thấy là anh dễ tính, không dễ dãi. Anh, vừa... dạ. anh thấy anh vừa sống nội tâm, đẹp trai lại vừa dễ dãi nên thì khó. Không, để dễ tính, bình dễ tính. Văn Chiêu thì anh thấy là cái cảm tình mà đầu tiên á rất là giống thần tượng Đan Nguyên rồi. Đó, cái đó là một cái lợi thế. Trong khi những thí sinh khác thì sẽ gặp bất lợi hơn. Có thể là hoàn toàn không giống. Có người thì sẽ tròn hơn, có người thì sẽ gầy hơn, hay là hoặc là tóc tai rất là khác, buộc phải dùng tóc giả hoặc là cái phương tiện về mặt hóa trang. Nhưng mà em có cái cảm tình về mặt ngoại hình đó, đó một cái lợi thế đầu tiên. Anh thích những cái bước đi khoan thai của em khi mà hóa thân thành nhân vật. Nó có tình cảm rất là nhiều trong trong những cái di chuyển sân khấu. Cái đó là cái lợi thế tiếp theo. Và tiếp theo nữa là cái giọng hát. Bây giờ chỉ là cái vấn đề em sẽ tiếp thu nó như thế nào. Để mình, có lúc thì mình sẽ có đậm màu giải trí, có lúc mình sẽ lấy tình cảm của khán giả với cái chiều sâu của cái tiết mục. Nó rất là khó trong cái chương trình này bởi vì cái tính giải trí nó rất là cao. Anh chúc mừng em với tiết mục vừa rồi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng Văn Chiêu. Cảm ơn bà. Chung xa cách
vắng ban mai, đường phố trăng soi, tôi trả hết cho người, cho người đi, trả hết cho ai cả những chua cay. Ngày trước tôi lặng lẽ mưa soi một tiếng thương thôi, trả hết về người, trả nó đôi môi thương cười nghiền trùng xa. Wow. Vâng, xin chúc mừng Trung Tín. Xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Thực sự ra hôm nay để nói về trình diễn thì bạn làm tốt lắm, mà bạn làm tôi ngạc nhiên lắm ấy. Là bởi vì cái bài này là một trong những bài mà nhạc xưa khó hát nhất của nhạc sĩ Phạm Duy. Tại vì quãng rất rộng, nó có những nốt treo á, nó treo lên cao dần. Phải giữ được, không giữ được thì nó đuối ngang, cái là gãy liền. Mà bạn làm rất là tốt. Tôi không nghĩ là nam mà bạn có thể giả thanh lâu được như vậy. Phải khen ngợi thật sự. Thế nhưng cái bạn thiếu, nó là những cái nền tảng. Bạn đã nói là nền tảng á, thì nó phải được xây dựng rất là lâu. Chẳng hạn như là phát âm, kỹ thuật, hay là cả cái cách mình nhả chữ nữa. Nghe lại hao hao, lâu lâu giống Cindy Thái Tài, lâu lâu giống cô Thái Thanh, những đoạn lên cao. Nhưng mà chị Ý Lan thì đúng là có, nhưng nó phảng phất. Cái bài nó khó lắm, mà nó cần phải trau chuốt, tinh tế một tí. Bây giờ tôi thì tôi không nói tôi hát hay đâu, nhưng mà tôi thử làm một tí để bạn cảm nhận được là khi mà mình bình tĩnh á, thì bạn sẽ hát cái bài này nó touch hơn. Nghìn trùng xa cách, đời đứt ngang xuôi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ. Em yêu, anh cần cái gì đó nó chậm rãi. Em thử lại đi nè. Đứng tên người vào chậm thôi. Xây vang nhạt màu, sẽ có trong nhiều đớn đau. Nơi người vào, xây vang nhạt màu, có lúc kỷ niệm trước sau. Vài cánh sương hoa nằm ép trong thư, rồi sẽ tan như mơ. Nó chỉ cần như thế thôi nha. Nó nhẹ nhẹ và nó từng chữ nó rót vào tai người ta. Em hát nó bị sóng cuộn quá đó. Anh chỉ tiếc cho em thôi, tại vì anh biết em là một thí sinh rất là thông minh và rất là chịu khó. Tất cả những gì em làm cho chương trình thật sự là một điều tuyệt vời. Chúc mừng em. Và một màn thị phạm cho thí sinh biết là bạn phải nên kiểm soát cái tốc độ của mình như thế nào, sao cho nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn thì để ra chất của Ý Lan nhiều hơn. Bây giờ xin mời phần nhận xét chia sẻ của chị Chanh. Em hát hơi bị vội, nhả chữ ngắt hơi vội, cho nên là từng cái ngắt của em nó bị giật, nó không có mềm mại uyển chuyển. Em giả nữ bình thường đã khó rồi. Dạ. Yeah. Giả cô Ý Lan là một điều quá là khó. Với cái tinh thần của em, với cái chương trình này, thấy mỗi một tuần coi em thú vị lắm. Thấy sự cố gắng của em nè, mọi sự hài hước hay là sự duyên dáng của em coi dễ chịu vô cùng. Cảm ơn em rất là nhiều đã tới với chặng này. Là quá tuyệt vời. Vâng, xin được cảm ơn chị Chanh. Xin mời đại diện Hoàng Nhật Nam. Đúng là Nghìn trùng xa cách là một cái gọi là đại tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy. Và cái ca khúc này cũng như một cái lời từ biệt của cô Ý Lan đối với mẹ của mình. Cái khoảnh khắc đó cô cũng kìm nén cái nỗi đau để có thể hát được nó rõ chữ.
Lúc đó cảm thấy thực sự là thương cảm. Hôm nay á, cái tình cảm đó nó đã ngập chiếm trong em á. Em bung xỏa và nó cuồn cuộn và nó dữ dội. Cho nên chính cái điều đó nó làm cho em giống như em thể hiện là chính em. Bởi vì cô Ý Lan thì rất là mộng mị, rất là phụ nữ, rất mộng mị, đôi khi rất là nhẹ nhàng và khắc khoải. Nhưng hôm nay cái sự cuồn cuộn của em về mặt tình cảm á, nó là thể hiện nó bị lấn át nhiều á, nó đã phô ra cái nhược điểm của mình. Vừa tiếc nhưng mà cũng rất là thương Trung Tính rất nhiều. Bởi vì những thí sinh khác cố gắng một thì Trung Tính phải cố gắng gấp đôi. Và mọi người có thể cho Trung Tính một tràng pháo tay để khích lệ cho bạn. Nhưng mà cho anh hỏi là sau khi thi xong chương trình ra, người ta có nhận ra Ý Lan không? Dạ có. Ở khu vực miền Tây thì chỉ cần cái đêm lên sóng thôi là sáng hôm sau là tất cả những cái người ở trong chợ là chặn mẹ em lại hết. Chặn mẹ em luôn hả? Trời ơi, bây giờ gia đình em đâu có chịu nổi cái sức ép của showbiz đấy mà. Ý Lan. Cảm ơn em rất là nhiều và xin chúc cho em sẽ luôn có được cái sự đam mê với nghệ thuật và luôn cháy bỏng nó. Tôi đòi nữ nữ vũ công nữ Kim Anh. Vũ công Kim Anh mời vũ công Kim Anh quay trở lại sân khấu. Ông ca ông lo ca đi, ông lo ông chụp người ta. Nó ca mà con bé nó quạo, nó kêu nó múa nó đi vô ca, ông lo ca nắm tay em chừng nó giọng nó đi vô nó quạo. Sao em có biết là em là một người đã làm cho ảnh mất tập trung trong cái phần hát khúc cuối không? Anh ơi, em nghĩ em mới là người bị hại á, tại em cũng bị hết hồn luôn theo á anh, cho nên là em mới diễn nét giận dỗi em đi vô á. Em phải thông cảm, người ta thấy em đẹp quá. Ông ca ông không lô ca, cái micro ông lệch qua tới bên này, thấy con gái người ta đẹp cái chụp. Cảm ơn bé. Cảm ơn Kim Anh, cảm ơn em. Anh, nhưng mà cái lúc mà rehearsal là có chụp dính được có cái đoạn đó không hay là sao? Mới đầu thì em nghe cái tai dịnh em bên đây. Em định dịnh xong em nghe bên đây, cái em quay qua đây, cái em quên đem mi theo. Quên đem mi theo. Mà anh Nam còn để ý cái đoạn mỏng đi về ghế không? Ờ, cái đoạn đi về ghế sao em đi vội quá vậy? Có một người. Anh tưởng là tới bắt con bé luôn chứ. Khoái quá rồi. Con bé đứng sau cái ghế như này. Ông làm ơn ông nhớ kỹ nha, nãy giờ tôi phát hiện ông có một cái tật. Ông không có kiểm soát cái micro được. Anh không có nghe được cái lỗ tai anh là khi nào anh hát quá nhỏ, khi nào cần phải đưa cái micro sát vô. Cái bài này nè, phê bình nè. Nè, một cái kinh nghiệm nha, tôi kể bạn nghe. Lúc mà tôi chưa nổi tiếng, tôi đi diễn lưu động nhiều nơi. Trời đất ơi, nghĩ sao lên hát bài nhạc rừng. Cú cú, cú micro chết cũng để đây. Chụp tay chụp chân gì cũng phải nằm đây. Nên làm ơn nha. Nhưng mà qua cái phần này thì xác định em cũng không thể bao giờ là ước mộng phúc thật được. Ước mộng phúc mà thấy gái là chủ động, gái không có tương tác được, còn em là rớt luôn, tự chết luôn. Với chị bài này em bị tụt phong độ. Mà em để tự nhiên em hát thì lại giống. Bắt đầu tới lúc em nghĩ rằng là mình rất giống ước mộng phúc thì lúc đó em hát lại không giống nữa. Cho nên em cứ để tự nhiên đi. Em gò em vô khuôn khổ là em bị ra ngoài. Đừng nắng nót, phúc hát không có nắng nót. Và âm lượng phải lúc nào nó cũng giống nhau, không có lúc nhỏ lúc lớn bạn ơi. Có một điều đặc biệt muốn chia sẻ với các vị giám khảo là quý vị có thấy cái chữ giai điệu tình yêu ở trên màn hình không? Có. Đây là cái chương trình mà có thể nói là lần đầu tiên Ung Hoàng Phúc kết hợp với HAT và sau đó đúng nhà hát Bến Thành và chương trình anh Thanh Bạch dẫn và sau đó thì cái chương trình này đã đưa rất nhiều ca khúc hit, mà một trong những cái ca khúc mà đóng dấu tên tuổi của Ung Hoàng Phúc với HAT là ca khúc là Anh Không Muốn Bất Công Với Em. Anh có thuộc cái bài Anh Không Muốn Bất Công Với Em không? Hát thử đoạn điệp khúc chơi dạ, chơi nha. Dạ thuộc. Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây. Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em, khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Y chang. Đúng rồi. Xin mời anh Nam. Chúng ta đã khen bạn rất nhiều trong những cái tiết mục trước. Sự tự tin cũng có, sự hồn nhiên cũng có, chất giọng rất giống. Cái sự hóm hỉnh trong cái phần biểu diễn
một cái năng lượng tích cực là có. Tuy nhiên là cái phần vừa rồi nó bị chi phối khá nhiều yếu tố. Đặc biệt là khi mà có yếu tố dàn dựng vào để cho cái tiết mục mình hấp dẫn hơn, thì lúc đó thì em lại bị phân tâm. Mình phải tập đi tập lại rất là nhiều. Thì cái này anh nhắc để mà Vĩnh Phúc lưu ý những phần sau, nếu vào sau còn nhiều phần dàn dựng khác nữa thì đừng quá tập trung vào những cái lời hát nhiều quá mà phải để ý để phân bổ. Thì anh chỉ góp ý như vậy. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin được chúc mừng Vĩnh Phúc. Cảm ơn bạn. Nghe lòng bao tố tiếc tới
Xin cảm tạ quý vị. Quý vị thấy Ý Lan hôm nay mặc chiếc đầm có đẹp không ạ? Nếu như vậy thì hãy hòa chung với Ý Lan một vài câu nha. Vỗ tay theo nha. La 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 la. Em xinh em vui em tươi nhất đây đây. La 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 la. Em xinh em kiêu vũ trong cuộc đời tiền. Cảm ơn cô Ý Lan. Hôm nay cô mặc đẹp quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Thực ra thế này nè, em nằm giữa cái hay và không hay. Em phải nghiên cứu kỹ hơn nữa, tại vì có rất là nhiều những cái đặc trưng nữa mà em bỏ sót nhiều lắm. Cái đầu tiên anh phải nói em là cái sự sạch sẽ về phát âm. Có nghĩa là chữ nào chữ phát âm nó cũng rõ từng chữ một. Ví dụ như là tài. Em là tài miên tài. Em tài là tài miên con yêu. Là em lướt qua không à. Còn Ý Lan sẽ là tài miên con. Nó cứ em hiểu không? Nó cái chữ nào chữ đấy nó bén mà nó sạch, mà nó rõ từng chữ một thì mới là Ý Lan được. Đó là một. Cái thứ hai là nó có những cái xử lý người ta gọi là phrasing. Cái cách tách câu á, em tách câu không đúng. Xin âm nhạc tôi cho lại cái bài nãy tí đi, tôi thị phạm nhẹ cho em chút xíu cái đoạn này đấy. Nè. Mà nãy nè, em đi nè, em để ý nè. Máy một lát sẽ bắt cận lại em. Em đi là em đi vậy nè. Nó không có hồn. Ý Lan ra là đúng không? Ý Lan ra là chân phải về nè. Chiều về của anh Hiếu tạm biệt người yêu, muốn nói thật nhiều. Ánh mắt ngại ngùng ê ấp thẹn thùng, màu mắt sưng sưng. Chiều bỗng quay lưng nghe lòng hấp hối. Rồi, cái quan trọng là cái nghe lòng. Em hiểu không? Chị Lan không bao giờ hát là nghe lòng. Không, mà chỉ là nghe lòng. À, thấy không? Ở môi trong tôi sắc ngủ mơ cười. À, ngủ nhưng mà mơ cười. Nào, thấy không? Phải để ý từng cái nhỏ đó mới ra được. Nhưng mà cô Ý Lan của lạng dữ vậy luôn á Thành. Ừ. Cô lạng từ bên trái qua tới bên phải vậy hả? Trời ơi, tập trung chú ý đi chóng mặt đó. Ừ. Trời ơi. Xin mời chị Thanh. Chị phát hiện ra được rồi. Là em mới điệu về hình thức thôi. Còn cái điệu trong nội tâm là em bị thiếu. Yeah. Tất cả mọi thứ của em bây giờ đang là bên ngoài hết. Bây giờ em sẽ nhấn sâu vào bên trong nữa là mới đúng là cô Ý Lan. Thật sự em là con trai cho nên hóa thân ạ. Chị biết là khó lắm. Mỗi lần em điệu á, em ráng em hát để cái chữ lượn theo, chị thấy mệt cho em. Vì chị cảm giác là em giữ hơi thở nhiều, đúng không? Như vậy sẽ rất là mệt cho em. Chị không biết nói gì hơn là em cố gắng hơn nữa. Cố gắng hơn tại nữa. Tại vì nó đang thú vị, em hiểu không? Mọi người đang thích cái điều này. Và em chỉ cần mỗi một tuần em cho người ta thấy sự cố gắng thôi thì người ta đã cái nư người ta rồi. Chứ không thể yêu cầu em 100% để mà hát giống như chị Lan thì thật sự là một điều quá khó. Nhưng em chỉ cần cho người ta cảm nhận được cái linh hồn là thành công. Thực ra là như này, vì trung tính là cái phiên bản nam của ca sĩ Ý Lan. Đó đúng là một cái sự lựa chọn vô quá cùng là khó khăn. Hồi nãy giờ hai giám khảo đều nói em là chưa có cái chuyển tải được cái phần hồn ở phía bên trong. Thì không có phải rằng là em không có cái tâm hồn hay là không có thực sự yêu của Ý Lan đâu. Mà anh muốn giải nghĩa, bởi vì không yêu Ý Lan và không có tâm hồn thì không thể nào thể hiện được. Cái hồn ở đây đó là cái giải pháp về mặt kỹ thuật á, để làm sao đó em có thể chuyển tải về cái giải pháp kỹ thuật đó trong cái giọng hát của mình á, để nó thực sự là nó tốt hơn nữa cái mà hiện nay em đang có. Và anh chúc em may mắn. Dạ, em cảm vâng ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn em rất nhiều. Đâu chào một cái giống của Ý Lan để ban giám khảo tăng thêm bình chọn cho bạn đi nè. Ý Lan xin cảm ơn quý vị. Đúng rồi, phải thở nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành.
chưa hoàn hảo thì dĩ nhiên phải chờ. Chờ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Chờ. Chờ. Hãy lắng nghe chị Thanh. Chị sẽ chọn em. Thật sự ra thì em là nam mà hóa thân nữ nó hơi khó cho em. Cho nên cái chọn của chị là cái chọn khích lệ tinh thần em. Cố gắng. Cảm ơn em. Vâng, xin mời em vào trong cùng với hội của Nhung.